xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay Tô Uyên sẽ mời quý vị khán thính giả theo dõi cái buổi nói chuyện đặc biệt của chúng tôi với một nữ ca sĩ trẻ rất duyên dáng của Trung tâm Asia, có một giọng hát thật ngọt ngào, tình tự quê hương. Đó là nữ ca sĩ Hoàng Thục Linh. Chắc chắn quý vị cũng biết rằng là vào ngày 20 tháng 8 sắp tới đây thì Trung tâm Asia sẽ có một cái chương trình rất là hay của Trung tâm Asia thực hiện Asia 78 tại thành phố Costa Mesa, và kỳ này thì Hoàng Thục Linh cũng sẽ xuất hiện trong cái chương trình đặc biệt này. Cũng hơn một năm rồi thì Tô Uyên mới có cơ hội được ngồi nói chuyện với cô em gái. Biết là sau khi lập gia đình, lấy chồng thì khá bận rộn mà. Trước hết thì chị Tô Uyên chào em, chúc mừng em và Quốc Khanh một năm anniversary, em khỏe không? Thank you chị. Trước hết xin chào chị Tô Uyên. Hoàng Thục Linh cũng xin gửi lời chào thân thương đến quý vị đang theo dõi Victoria Tô Uyên Show ở trên đài SBTN. Em có thấy là một năm qua cái cuộc đời em nó có thay đổi nhiều sau khi lấy chồng hay không em? Dạ thưa chị thì thay đổi cũng có thay đổi, nhưng mà phần đông thì nó cũng như vậy. Nothing really different. Mà chị Uyên nhớ là năm ngoái đúng ngày 30 tháng 7 đúng không? 2015 là đám cưới của em với Quốc Khanh. Cảm ơn em đã mời chị Tô Uyên đi tham dự. I was so happy, I had so much fun. Ngồi chung với chị Diệu Quyên rồi với anh Trúc Hồ, nguyên một cái bàn của SBTN thì chị thấy wow, chị thấy cái đám cưới nó rất là gọi là ấm cúng, mọi người đến với hai em thật là. Một chương trình thì chị Tô Uyên có một số câu hỏi muốn hỏi Hoàng Thục Linh, và phần 2 thì sẽ hỏi Hoàng Thục Linh về những cái dự án mà Hoàng Thục Linh đang chuẩn bị và đang thực hiện với nam ca sĩ Quốc Khanh và cũng là chồng của Hoàng Thục Linh. Thì đó là phần 2 của chương trình. So đây là một số câu hỏi cho một người mà đã có chồng rồi thì không biết là ok, chuẩn bị cho em. Ok. Chờ chúng tôi sẽ được hỏi bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Câu hỏi đầu tiên chị Uyên muốn hỏi Hoàng Thục Linh. What is your idea of perfect happiness? Nghĩa là đối với Hoàng Thục Linh thì cái hạnh phúc tuyệt vời là gì vậy em? Thưa chị Uyên và thưa quý vị thì đối với Thục Linh thì chắc bây giờ là Thục Linh đang vui nhất, right? My perfect happiness. I don't think I can change anything else right now. Trong thời gian vừa qua thì Thục Linh có rất là nhiều sự thay đổi, giống như là cưới chồng xong rồi xa gia đình, nhưng mà everything is worked out really good. Và bây giờ Thục Linh rất là vui, cho nên chắc cũng không có thay đổi gì. Và yeah, that's it. So, cái perfect happiness của Thục Linh bây giờ đó là ngay lúc bây giờ, có chồng, có gia đình và đang focus vô cái sự nghiệp của em, ca hát. Okay. Câu hỏi thứ nhì, cái sự sợ hãi nhất của Thục Linh là gì? What is your greatest fear? Oh, my greatest fear. Kính thưa quý vị thì cái sự mà sợ hãi nhất của Thục Linh đó là chắc là nước. Tại sao vậy em? Tại sao nước? Tại vì Thục Linh không biết bơi, nhưng mà hàng tuần thì cứ bay lâu thì vẫn bay qua những biển hay là những sông rồi gì, lỡ mà rớt máy bay rồi chìm rồi sao không biết bơi. Sợ lắm. Nếu vậy là chị với em giống nhau, chị cũng sợ nước lắm. Bởi vì chị Uyên cũng không biết bơi. Nhưng mà ngộ ha, bởi vì mình sợ nước, mình không biết bơi, mình cứ suy nghĩ đến những cái lúc mà khi mà mình ngồi trên chiếc máy bay, mình biết là mình sẽ bay qua cái biển hoặc là một cái đảo nào đó. Mà nhiều khi chị nghĩ chứ nếu mà mình something happened là chắc chắn là không biết mình chết như thế nào, bởi vì mình không biết bơi thì không biết là bao lâu. I think that my imagination so wild. So wow, nếu vậy em phải đi học ha, cố gắng ha, lấy một cũng nhiều người dạy lắm rồi nhưng mà không biết sao không có được. I think it's just the fear. That's true. Yeah. That's true. Mà họ có nói làm sao em có thể overcome cái fear của cái, let's say em có cái sự sợ hãi về nước thì làm sao em có thể vượt qua cái đó được? Thì cái sợ hãi là giống như là mình sẽ bị chìm thôi. Chứ mà giống như đi biển đồ hay là đi những cái trò chơi nước thì Thục Linh vẫn đi bình thường. Nhưng mà không có bao giờ bơi thì coi như là đứng ở ngoài chỗ nào nó cạn rồi mình dọc nước vậy thôi. Good to know. Câu hỏi kế tiếp đó là what is the quality you most like in a woman? Nghĩa là cái đức tính của một người phụ nữ hoặc là một người nam mà em thích nhất là gì? Nếu mà trong phụ nữ, I think đối với phụ nữ Việt Nam specifically là cái sự chịu đựng. I can see that, Thục Linh đã thấy trước mắt, giống như là
bà nội hay là mẹ của Thục Linh cũng như là những người phụ nữ khác, họ có một cái sự chịu đựng rất là lớn. So I really appreciate that, and you know, I hope to have that too. Nhưng mà chị thấy em Tiến cũng rất là chịu đựng. Em có nghĩ vậy không? Chị riêng chị biết em mấy năm qua chị thấy tính của em rất là chịu đựng. I think so. But for now, I think like later on in life, giống như sau này mình càng lớn thì nó có nhiều cái sự circumstances khác nhau. Cho nên nếu mà có thể vượt qua đó là cái đó là sẽ cái thử thách của thông tin về cái sức chịu đựng của mình. So I hope I'm like, you know, my mom or like my grandma. At what age, và lúc mấy tuổi Hoàng Thục Linh biết là thí dụ bà của em hoặc là mẹ của em có cái tính chịu đựng trong người phụ nữ mà em thích? Like, at what age you realize that, you saw that in your grandma and your mom? I think pretty young, like maybe in my teenage years. Really? Yeah. Lúc mà coi như teenage là, how do you say that? Vì cái tuổi thành niên đó. Thành niên, 12, 13, 14, 15, 16 đó hả? Yeah, like cái... Mình like lúc đó là ba mẹ Thục lo cho Linh rất là nhiều, nhất là mẹ của Thục Linh, phải đi làm rồi phải lo cho Thục Linh, rồi muốn Thục Linh thành công về sự đam mê của mình là ca hát. Wow. Cho nên đã bỏ rất là nhiều công sức ra, cho nên I really appreciate that, and then she just goes through so much, so you know, những cái sự hy sinh và chịu đựng Linh thấy rất là rõ, so I really appreciate that my mom. I'm sure she's watching the show now and says, oh, thanks, daughter. I'm sure she's very proud of you, Em. Yeah. Next question. Okay. Which talent would you most like to have? Nghĩa là khả năng nào mà Hoàng Thục Linh muốn có nhất? Talent? I think I'm pretty lucky. Thưa quý vị, Thục Linh rất là may mắn. Tại vì Thục Linh có một sự đam mê về ca nhạc, ca hát. Và Thục Linh cũng đã có một cái giọng coi như là trời cho, đó là một cái gift, right? So I really appreciate that. Và Thục Linh cũng rất là may mắn là từ hồi nhỏ ba mẹ đã cho học đàn piano. Wow. So I play classical. Wow. So, yeah, so I'm not sure what else I could want. I'm pretty satisfied. Mình rất là hài lòng với những gì mình đã có. Wow, wow. Chị chắc chắn là cũng như là quý vị vẫn chưa có cơ hội xem Hoàng Thục Linh người trình diễn phần dương cầm, chơi dương cầm. Hopefully soon. Maybe in the future. Talking now, I don't know, maybe in the future có thể chương trình nào mà thường vừa hát vừa đánh đàn cho quý vị nha. Yes. Okay, chị tôi sẽ request them next time. Next question, what is your most treasured possession? Nghĩa là cái tài sản quý báu nhất mà Thục Linh có là gì? Tài sản hả? Kim cương, vàng bạc, diamond ring. Chắc không có rồi. Nothing fancy. Quý báu nhất là ở nhà là chắc hai con chó. Hai con chó. Tại vì bây giờ ở nhà là chỉ có mình Thục Linh và Khanh và có hai con chó nhỏ. So they're my most prized possession. Aww. Rất là cưng, rất là chiều. Đã hư luôn maybe. Yeah. Mà hai con chó nhỏ này tên là gì vậy em? Một con tên là Pepper, rồi một con nữa tên là Bailey. Hai đứa là sinh đôi với nhau. Aww. Cho nên một con trắng, một con đen, vậy mới vui chứ. Mà nó rất là fluffy, lông nhiều lắm, nó xù. Rất really? Là mà cái đó là em adopt hay là em mua? Không phải adopt chứ không phải mua luôn. Tại vì nó là con hai con chó sinh ở trong nhà. Coi như là chị em là có nuôi hai con chó. Và hai con chó đó mới có con, rồi nó mới đẻ ra hai con chó của em bây giờ nè. Là lúc ngay đó là em giúp đỡ đẻ luôn, cho nên really? Như, giống là như mẹ là đẻ thiệt luôn rồi. Mà tại sao đặt tên là Pepper và Bailey? Nó có cái ý nghĩa nào hai cái behind cái tên này? Pepper là tiêu đen. Tiêu đen? Là cho cái con màu đen đó, quý vị. Okay. Nhưng mà hai cái tên đó là do cháu của Thục Linh đặt, chứ không phải là Thục Linh đặt nữa. Ok, so cháu của Thục Linh đặt Pepper và Bailey. Last question. What do you most value in your friends? Nghĩa là điều gì mà Thục Linh gọi là cho là có cái giá trị nhất trong cái tình bạn? That would be loyalty. Sự trung thành. Sự trung thành và mình có thể nói với họ điều gì xong rồi họ... Giữ kín. Giữ kín rồi... but not very big secrets or anything. No, right, right. Yeah, yeah. Tâm sự với bạn như mình. Tâm sự, nhưng mà họ biết là...
có cái sự tin tưởng, you trust them, mm-hmm. right? Yes. So loyalty, trust. What about honesty? Cái sự thành thật. I think that's a big deal too. Thưa quý vị thì những người bạn mà mình có thì nếu mà mình tin tưởng họ, giống mình có thể nói gì, xong rồi họ không có coi như là giống như chiều mình, vậy thì tốt hơn, tại vì họ nói với mình sự thật. Mm. I think that's really good. Nghĩa là thí dụ họ thấy nó không đúng hay là thì họ có thể gọi là bày tỏ cái suy nghĩ thật của họ đúng để rồi. Mà họ giúp cho mình better hơn trong cái cuộc sống của mình. Chứ họ không có nói thêm lắm gì xong rồi thêm mắm thêm muối. Right. Đúng rồi, nói sự thật vậy để tốt hơn. Right. Yeah. So nghĩa là Hoàng Thục Linh thích cái người thật và người thẳng và có cái sự trung thành trong cái tình bạn. Và hình như chị tôi nghe nói nowadays thì cũng hơi khó nhất là trong cái công việc của mình làm đúng không? Đúng rồi, cho nên nói với thực sự ra những người bạn thân á thì tôi chỉ có 2-3 người. Really? Yeah. Mà bạn thân từ nhỏ tới lớn. Đúng rồi, bạn thân là coi như là quen từ hồi high school. Wow. Tới bây giờ luôn. Và bạn này ở gần hay ở xa em? Ở xa hết, không có ai ở đây hết trơn. Ở đây chỉ có Quốc Khánh là bạn thân của em thôi. Cũng là bạn thân nhất rồi. Với phim hai con chó, Pepper và Baylor, right? Yeah. Wow. Thưa quý vị, go ahead em. Yeah. Go ahead, yeah. Twin rất là có nhiều bạn, cũng nhiều bạn tốt, nhưng mà nói về bạn thân nhất là chỉ có vài người thôi. Người Mỹ người ta có câu nói là cái gì đó là few but... nghĩa là you rather have a few best great ones than a whole bunch of not good ones. Yeah. So that's very interesting. Thưa quý vị, xin quý vị khán thính giả vẫn tiếp tục giữ màn hình SBTN. Chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2 với nữ ca sĩ Hoàng Thục Linh.